gì cũng xin lỗi, hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi. Con ăn có no không? Dạ no. Ngon không? Dạ ngon. Đồ ăn của mẹ nấu ngon không? Dạ ngon nhất trên đời luôn á. Chảo quá. Rồi bữa nay con biết là bây giờ con ra đây con làm gì không? Dạ để dục rác. Đúng rồi nè. Dạ. Mình phải biết bảo vệ môi trường nghe không? Sao Ủa? Vậy? Mà mẹ ơi, con thấy ba có về ăn đâu. Sao ngày nào mẹ cũng nấu đồ ăn quá trời. Con với mẹ có bao giờ ăn hết đâu. Trời ơi đâu có làm sao đâu. Ba không về ăn thì mẹ con mình ăn. Mà mẹ nấu nhiều lên để cho con ăn được nhiều. Con á, cái tuổi của con là bây giờ tuổi ăn tuổi lớn rồi, nên con phải bồi bổ nhiều, thật nhiều chất dinh dưỡng vô trong người của con, để con mau lớn, con khỏe mạnh. Lúc đó con mới bảo vệ được cho ba mẹ chứ. Nhà tại vì con sợ đồ ăn vô nhiều quá rồi bỏ phí rồi à. Có gì đâu phí. Nhà mình nhiều tiền lắm, con hiểu không? Mình cứ ăn nhiều, ăn sao cho thoải mái. Con hiểu không? Rồi mẹ, cái tính của mẹ mỗi lần mà nấu ăn ha, dọn đồ ăn lên bàn á là nó phải đầy đủ đồ ăn, nó phải đầy cái bàn vậy nè mẹ mới cảm thấy vui vẻ. Với là mẹ sợ mẹ nấu ít quá hoặc là nấu ít món quá rồi con ăn con không có đủ chất. Dạ. Sợ lắm. Thôi, dục rác đi ha. Dục rác đi xong rồi đi vô. Bây giờ mẹ vô mẹ gọt trái cây, chút nữa con vô cái ăn trái cây với mẹ ha. Dạ. Anh phải qua cái nhà đó đó. Anh rình coi chừng nào người ta ăn xong á, người ta dục coi rồi còn cái gì thì anh đem về. Nè, hôm nay á anh có món này ngon lắm, tặng cho em á nha. Món gì vậy anh? Em đón đi. Tên tèn. Wow. Nè, cơm sườn mà em thích ăn nhất luôn á. Yeah, thích ăn cơm sườn, cơm sườn, cơm sườn. Cảm ơn anh. Em ăn đi. Ủa mà của anh đâu? Thì hồi nãy anh nói đó, anh qua bên bển á, anh rình coi người ta có dục cái gì không, nhưng mà người ta dục có con hộp à. Em ăn đi. Thôi, để ăn với em nè. Thôi mẹ ăn đi, ăn ăn cho no đi, còn dư thì anh ăn cho. Mẹ ăn đi. Có ngon không? Ngon. Nhả cái miếng nó ra. Mày làm gì vậy? Anh kêu em của anh nhặt cái miếng nó ra đi. Giờ lắm. Ủa anh đây là ai vậy anh? Tao không biết. Mà mày là ai vậy? Sao mày đụng tới chuyện của tao? Nhưng mà anh kêu em của anh là nhặt cái đó ra đi. Em của anh mà ăn như là mang bệnh đó. Tao không biết. Đồ ăn này của tao, em cứ ăn đi, kệ nó. Sao nó mà lì chứ hả? Anh mà cho em ăn anh cái này á là biết bao nhiêu quy khuẩn vô người em của anh rồi sẽ chết đó, nghe chưa? Mày mới lì á, đồ ăn này đồ ăn của tụi tao, mắc mới thì mày phải xen vô. Mày đi ra đi, em cứ ăn đi, kệ nó đi. Đã nói là không được ăn rồi mà. Của tao, mày lì quá không? Không được ăn, đồ ăn của tao. Được rồi, đừng có đánh nữa mà anh ơi. Lì chứ hả, em quên chứ anh chịu không? Chuyện của tụi tao, mắc mới thì mày liên quan. Ủa sao không đi mua đồ ăn đi, mắc gì lấy đồ ăn trong thùng rác mà ăn vậy? Mày biết gì? Hộp cơm sườn này á, đối với tụi tao á, là quý nhất rồi, là ngon nhất. Mày sao mà hiểu? Em cứ ăn đi, kệ nó đi.
Đã nói là không được ăn rồi mà lì lợm chứ hả? Mà mày là ai vậy? Ai cho mày xí vô chuyện của tụi tao vậy? Trả lại! Không! Mày trả không? Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Con sao vậy hả? Nhà con không có sao đâu. Hai cái đứa này, tụi bay làm gì vậy hả? Sao tự nhiên xô em? Con cái nhà ai đây hả? Con cái nhà ai mà ăn mặc coi kìa bẩn thỉu dơ giấy, rồi còn lôi kéo rù quến con tôi đi ra cái chỗ này chơi vậy hả? Cô nói rồi nghe, hai đứa đi nha. Ở đây mà đứng sớ rớ nữa rồi còn lôi kéo con của cô nữa là cô kêu công an á, bắt nhốt luôn á. Đi. Không sao đâu. Đi nhanh lên. Trời đất ơi, con ai mà không biết dạy, đi ra đây rồi còn đánh lộn đánh lạo nữa. Còn con nữa, con đi đâu hả? Mẹ có bao giờ mà mẹ cho con đi ra cái chỗ này chơi không? Tự nhiên hôm sau hôm nay đi ra đây chơi vậy hả? Rồi còn đánh lộn đánh lạo nữa. Mà mẹ nói rồi nè, không có được tới gần những con người này, họ dơ giấy lắm. Con thấy hôn mặc đồ lôi thôi lết hết, con ở gần là con bị lây bệnh cho coi. Mẹ mà còn thấy đi ra đây chơi một lần nữa, mẹ mà còn thấy ở gần mấy người đó một lần nữa là mẹ đánh chết đó. Đi về mẹ tắm rửa cho. Anh tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Tại vì lúc nãy á, em với anh em thấy anh nằm xỉu ở trong sân vườn á, nên kêu cứu quá trời luôn, không có ai hết. Anh em mới đưa anh vô đây á. Ủa, rồi anh hai em đâu? Anh hai em đưa anh vô đây xong rồi ảnh dặn em là ở đây, còn ảnh về kêu người lớn rồi. Bộ anh hai của em không có giận anh chuyện hôm bữa à? Chuyện hôm bữa là chuyện hôm bữa, đâu có liên quan gì đến hôm nay đâu. Đồ ăn này của tao, em có ăn đi, kệ nó. Sao nó mà lì dữ hả? Anh mà cho em ăn anh cái này á, là biết bao nhiêu nguy hiểm cho người em của anh, rồi sẽ chết đó, nghe chưa? Mày mới lì á, đồ ăn này đồ ăn của tụi tao, bắt mới thì mày phải xen vô. Mày đi ra đi, em cứ ăn đi, kệ nó đi. Đã nói là không ăn rồi mà. Của tao, mày lì quá không? Đừng, đừng. Đồ ăn của tao. Được rồi, đừng có đánh anh mà anh ơi. Lì dữ hả? Em quên chết anh chịu không? Ờ, chuyện của tụi tao, bắt mới thì mày liên quan. Mà nhờ có gia đình anh á, mà bữa giờ anh em với em á là không có bị đói luôn á. Nhưng mà nó là đồ ăn vứt đi mà, nó phải để ăn đâu. Tại anh thấy nó dơ. Nhưng mà đối với em á là ngon lắm á. Ủa, nhưng sao em không đi mua? Em với anh em á, cùi bắp cùi bơ, làm gì có tiền mà mua. Với lại á, đồ ăn mà anh hai em mang về là ngon nhất luôn á. Anh xin lỗi nha, tại đúng là anh đâu có biết đâu. Dạ không sao đâu, anh hai em cọc cằn vậy thôi chứ tốt bụng lắm á. Chứ xấu á là để nằm nó chết luôn rồi. Làm gì mà rinh anh vô đây cực cũng chết. Vậy cho anh làm bạn với hai anh em được không? Dạ được chứ. Nhưng mà em chỉ sợ là mẹ anh không cho thôi. Thì anh đi xin mẹ của anh. Trời ơi, con ơi, con sao vậy hả? Con bị sao vậy? Dạ con không có sao đâu. Không sao mà tại sao chui vô trong đây nằm? Hả? Bác sĩ đâu rồi? Dạ chào bác sĩ, con tôi sao vậy? Dạ, cháu có tiền sử bị bệnh động kinh, nhưng mà cháu bị ngất xỉu ngoài nắng lâu quá. Cũng may á là có hai cháu ở đây đưa bé vô bệnh viện kịp thời, chứ không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Em nghĩ là chị nên coi chừng bé cẩn thận hơn. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Minh, con cảm thấy khỏe hơn chưa? Dạ rồi. Dạ, vậy thôi chị ngồi nói chuyện với cháu nha, em xin phép. Cảm ơn bác sĩ. Con làm mẹ lo lắm luôn á. Mẹ ơi mẹ, hai bạn này cứu con á mẹ. Hai bạn tốt bụng lắm. Với lại chị hôm bữa là lỗi tại con. Con không biết cái lỡ hất đồ ăn của hai bạn đi, làm cho hai bạn đói. Mẹ đừng lo mắng hai bạn nha mẹ, là lỗi tại con á. Mẹ biết rồi, lần đó là cũng do mẹ sai. Hôm nay cũng may là anh của con ở lại chờ cô về, rồi nói cho cô biết. Chứ không thôi là cô cũng không biết thằng Minh nó ở trong này đâu.
Thiệt ra thì cô cũng xin lỗi tụi con nhiều lắm. Lần trước là do cô cũng xót ruột bé Minh. Rồi cô có những cái suy nghĩ không tốt, cũng như là những cái lời nói không tốt dành cho hai đứa. Hai đứa đừng có giận cô nghe. Dạ không sao đâu cô, anh Minh tỉnh dậy là được rồi. Mà hai đứa ba mẹ ở đâu, rồi nhà cửa ở đâu vậy? Ừ, dạ. Để cô qua cô nói chuyện với ba mẹ, cô xin lỗi ba mẹ con nữa. Dạ, hai anh em tụi con không có ba mẹ. Với lại tụi con cù bơ cù bất à, sống lang thang, ở đâu cũng ngủ hết á. Mà nhất á, lỡ cái công viên gần nhà cô á. Mẹ ơi mẹ, hai bạn có canh lúc nhà mình vứt đồ ăn đi là hai bạn lấy ăn á mẹ ơi. Hay là mình làm việc giúp hai bạn đi, hai bạn cực lắm. Mẹ biết rồi. Bây giờ anh về đi, con ngồi xuống đây rồi cô nói chuyện nè. Hai đứa ở lại đây chơi với thằng Minh đi. Cô đi chạy ù xuống dưới, cô mua đồ ăn lên cho tụi con ăn. Rồi cô gọi điện thoại cho ba nó, rồi cô tính cách coi là giúp tụi con như thế nào, nghe. Dạ, cũng không cần đâu cô. Tụi con sống gì cũng quen rồi. Làm sao mà không cần được. Ở không có chỗ ở, ăn cũng không có cái gì ăn hết. Cứ ăn tầm bậy tầm bạ như vậy là bệnh chết luôn đó. Cái này cô lo được, cô hứa là cô lo được. Hơn nữa là cô cũng muốn chuộc lỗi nữa. Đúng rồi á anh. Anh để cho ba mẹ em giúp đi, ba mẹ em giỏi lắm luôn á. Chứ anh mà cứ sống kiểu đó là để em bệnh lắm á nha. Ừ, em nó nói đúng rồi đó. Con đừng có từ chối nghe. À mà anh ơi, chiều hôm bữa cho em xin lỗi anh nha, tại em không có biết. Ờ, anh mới là người phải xin lỗi em á. Hôm bữa đó tại cọc quá cho nên mới đánh em. Chứ anh cũng cảm thấy có lỗi mà. Nhưng mà không sao đâu, em mới có thêm hai người bạn á. Coi như là từ nay cô có thêm hai đứa con nữa đó. Nhờ con nè, nhờ hai đứa nè mà cô mới biết là mình sai quá nhiều luôn. Cô để đi thức ăn thừa mứa, trong khi đó là tụi con lại không có đồ ăn. Thôi từ nay mẹ sẽ gói ghém lại, mẹ nấu ăn chừng mực thôi, rồi mẹ nấu luôn cho ba anh em luôn nghe. Dạ từ nay mình đừng có bỏ phí nha mẹ. Ừ, mẹ hứa. Vậy là con gọi đây là anh hai đúng không mẹ? Đúng rồi. Anh hai. Kêu em đi kìa. Em. Dạ con cảm ơn cô. Hãy trân trọng những bữa ăn, vì ngoài kia còn rất nhiều cảnh đời khổ cực. Những lời xin lỗi siêu kỳ. Ngày gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi. Xin lỗi. Xin...